Ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Tuy Hòa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ 12 đối tượng hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi trên địa bàn và các vùng lân cận. Công an xác định Nguyễn Hoàng Thiên, sinh năm 1999, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đang tạm trú tổ 16, khu phố 1, phường 8, thành phố Tuy Hòa, dẫn đầu nhóm cho vay nặng lãi. Quá trình điều tra từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An cùng tỉnh Phú Yên vay hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 đến 800% một năm. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật tài liệu, gồm một bộ máy vi tính, 5 xe mô tô, 8 điện thoại, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10 triệu 650 ngàn đồng. Ngoài ra, cảnh sát cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 217 triệu đồng. Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, gồm Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.